Cụ bà Bella đã bất ngờ sống lại trong chiếc quan tài tại lễ tang của chính mình. Trước đó vào ngày 9 tháng 6, nhân viên y tế xác định cụ đã qua đời sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe của cụ, đồng thời cấp giấy chứng tử cho cụ. Thế nhưng trong lúc tang lễ đang diễn ra, cụ Bella đã bất ngờ đập tay vào thành quan tài. Tay trái của mẹ tôi đập vào thành quan tài, làm nó rung lên một bật. Sau đó chúng tôi nhận ra rằng mẹ tôi bị ngạt, cần thêm khí oxy. Cụ bà Bella bị mắc chứng bệnh mất cảm giác và ý thức. Khi đó cơ thể trở nên cứng đờ, nhịp thở cũng chậm và nhẹ hơn, dẫn đến hiểu lầm của nhân viên bệnh viện. Tuy nhiên, niềm vui của gia đình cụ cũng không kéo dài được bao lâu, khi vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, cụ Bella đã chính thức ra đi mãi mãi.